cho ngài suối nguồn thánh ân hiền xuống này dương gian, xin ngài đổi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian lu mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiển linh. Ngài ơi, lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài. Cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Thánh thần con xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, xin ngài thương đến uốn nắn nếu đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến dẫn đi đường ngài. Lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài. Cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Thì hôm nay chúng ta tranh thủ thời giờ. Tôi nói là tranh thủ bởi vì tôi có nhận được cái tờ giấy thắc mắc đó, nhưng mà xin cho tôi khất vào dịp khác để hôm nay chúng ta nói chuyện về tiên tri Isaiah, một trong những vị tiên tri quan trọng nhất mà ta gặp được ở trong bộ Thánh Kinh. Nếu tôi đặt câu hỏi với các anh chị rằng khi ta đi dự thánh lễ đó, thì thường thường mỗi Chủ nhật là có mấy bài đọc? Có như là có 3 bài. Bài chính yếu là bài tin mừng. Nhưng mà trước đó thì thường là người giáo dân sẽ đọc 2 bài, trong đó có một bài Cựu Ước và một bài Tân Ước. Cựu Ước thì có thể trích bất cứ một sách nào ở trong phần Cựu Ước, trong đó có sách các tiên tri. Vậy thì tiên tri nào được trích dẫn nhiều nhất? Isaiah. Nói như thế để thấy tầm quan trọng của sách Isaiah trong cử hành phụng vụ Kitô giáo. Chính vì thế mà hôm nay 7 chương đầu thôi chứ không có nhiều. Bây giờ chúng ta mở sẵn sách ra. Trước hết là một cái nhìn tổng quát về 7 chương này. Sau đó tôi sẽ tập trung vào một vài điểm để các anh chị thấy tầm quan trọng của Isaiah nó liên quan đến Tân Ước như thế nào. Ở trong phần tổng quát này thì ngay ở chương thứ nhất, từ câu 1 cho đến câu 8 đó, gọi là hạch tội dân bội bạc. Mà trong đó có cái câu thứ 3 đó, nghe có vẻ thống thiết lắm, mà đáng cho chúng ta quan tâm, thỉnh thoảng suy nghĩ lại mối quan hệ của mình với Chúa. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì.
Lúc nào đó mà lỡ Chúa lại nói với mình là con bò nó còn biết chủ, con chó nó còn biết chủ, mà nhà ngươi chả biết ta là ai cả. Cho nên cái câu này đó là suy nghĩ cho kỹ là thấy thấm thía lắm đấy. Thế rồi tiếp theo đó, từ câu 10 cho đến câu 16 đó, ở trong bản dịch của các anh chị thì người ta lấy tựa đề là hạch tội quân giải. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ nói rõ hơn, đó là lời sấm về sự thờ phượng đích thực. Đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạc linh đình. Đâu là sự thờ phượng đích thực? Cho nên cái bản văn này có thể được chọn để đọc ở trong mùa chay cho mình suy nghĩ về sự thờ phượng Thiên Chúa. Thế nào là một sự thờ phượng đích thực? Và sau đó là Isaiah kêu gọi hoán cải, và cùng với lời kêu gọi đó là Ngài đe dọa hình phạt mà Thiên Chúa có thể gửi đến. Tiếp theo đó, ở chương thứ 2 đó, từ câu 2 đến câu 5 thì đoạn này là không những người Kitô hữu mà cả thế giới nhiều người người ta biết, nổi tiếng lắm. Tương lai của núi Sion. Nhưng mà đồng thời, nội dung chính muốn nói đó là viễn cảnh nền hòa bình đích thực. Trong đó có một câu tuyệt vời: họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái, dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Câu nổi tiếng lắm đó. Và Liên Hiệp Quốc đã chọn câu này để làm chủ đề cho một năm, tôi không nhớ rõ là cách đây mấy năm, năm nhấn mạnh đến hòa bình. Câu rất nổi tiếng và rất hay, mô tả viễn cảnh hòa bình đích thực. Chúng ta sẽ còn gặp những hình tượng tương tự như vậy ở trong sách của Isaiah, nhưng đây là một ví dụ cụ thể. Rồi tiếp theo đó, Isaiah nói đến ngày của Đức Chúa từ câu 6 đến câu 22. Sang đến chương thứ 3 đó, suốt cả chương này là những lời rất khủng khiếp mô tả cảnh hỗn loạn ở Jerusalem và hình phạt cho các phụ nữ. Rồi sang đến chương 4 đó là nói đến số sót. Tôi nhớ là hình như tuần trước tôi có cắt nghĩa về số sót rồi, phải không? Hiểu cái từ số sót ở trong Thánh Kinh như thế nào. Rồi đến chương 5 là bài ca vườn nho, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để lát nữa mình suy nghĩ về bài ca vườn nho này. Tiếp theo đó sang đến chương 6 và chương 7 cũng là hai chương mà tôi chọn để ta tập trung vào đó. Nhưng mà trước khi tập trung vào một vài đoạn thì tôi muốn các anh chị có một tầm nhìn tổng quát về 7 chương sách Isaiah, 7 chương đầu tiên mà chúng ta đã đọc và chia sẻ trong tuần vừa rồi. Tôi thấy lúc nãy đã chuông hết giờ rồi nhưng mà các nhóm vẫn còn ngồi chia sẻ, chắc là chia sẻ oanh liệt lắm. Thế bây giờ tôi đề nghị với các anh chị tập trung vào một vài điểm lớn mà trước hết phải nói. Tôi không nói theo thứ tự các chương mà tôi chọn chủ đề. Chủ đề đầu tiên đó là ơn gọi của Isaiah. Xin mời lấy chương thứ 6. Và xin mời các anh chị đọc cho đến hết câu 8 thôi nhé. Đọc từ câu 1 cho đến hết câu 8 để ta biết Isaiah
kể lại thị kiến Ngài được kêu gọi như thế nào. Năm vua Uddi-jahu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao. Tà áo của người bao phủ lên trời, phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chầu. Mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh để bay. Các vị ấy đối đáp cùng hô: Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa các đạo binh là đấng thánh. Cả mặt đất tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế. Tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua, là Đức Chúa các đạo binh. Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng, người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi người, người đã được tha lỗi và tha tội. Bây giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ con đây, xin sai con đi. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta đọc đến đó là tạm đủ rồi. Isaiah kể lại thị kiến. Thị kiến thì có phải là như tôi đang thấy các anh các chị đây không? Thị kiến này là Isaiah được Chúa ban cho cách riêng, chứ không phải là người ta có thể nhìn bình thường theo mắt xác thịt. Và Isaiah bắt đầu thị kiến đó bằng cách mô tả một khung cảnh rất là uy nghi. Nhưng Ngài dùng cái từ này: Năm vua Uddi-jahu băng hà, tôi thấy ở ngay câu thứ nhất ấy, tôi thấy. Ngày hôm nay chúng ta đọc về chúng ta không thấy có gì bình này, không có gì là khác lạ hết á. Nhưng mà các anh chị nên đặt mình vào trong bối cảnh của Cựu Ước mà mình đã học rồi. Ở trong Cựu Ước đó, người ta có thể thấy Chúa không? Không thể thấy Chúa. Tại sao vậy? Thấy thì không sống nổi. Chính Chúa nói với Môsê ở trong sách Xuất Hành chương 33: Con người ta không thể thấy Thiên Chúa mà còn sống nổi. Nhưng mà ở đây đó là Isaiah nói rất đơn giản: tôi thấy Chúa Thượng. Một khẳng định, một xác tín. Và nó hàm ở trong khẳng định đó, trong xác tín đó, là sự xác nhận rằng cái việc mà Isaiah được sai đi để nói lời của Chúa cho dân nghe đó, việc đó là đến từ Chúa. Và lời mà Isaiah rao giảng cho người ta đó không phải là lời của con người, mà là lời của Thiên Chúa. Nếu chúng ta chịu khó mà mở thư của Phaolô, thư thứ nhất Côrintô đó, học Thánh Kinh thì phải chịu khó mở thôi. Bởi vì nhờ đối chiếu như vậy, ta sẽ thấy được nhiều điều rõ hơn. Một Côrintô mà chương thứ 2, có lần tôi vào một nhà thờ Tin Lành ngày Chủ Nhật, ông mục sư ở trên ông ấy giảng, ở dưới nó là giáo dân, ai cũng có một cuốn Thánh Kinh hết. Ông giảng một lúc ông lại bảo mở Roma chương 5, cả nhà thờ mở xoạt 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 xoạt,
một lát nữa lại mở Galata, mở cả mười mấy hai chục lần trong một bài giảng. Họ cầm thánh kinh sẵn ở trong tay, chứ không phải chỉ trong lớp thánh kinh như thế này đâu. Nếu mà chúng ta đọc thư của Phaolô, thư thứ nhất Côrintô chương 2, ngay từ câu 1, ta sẽ thấy Phaolô nói làm sao. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đấy, ngay câu đầu đã nói như thế. Tôi không dùng lời lẽ hùng biện hay là triết lý cao siêu. Thế thì dùng cái gì? Ở câu thứ 4 này, Phaolô nói tiếp. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Các anh chị có thấy nó phù hợp với tâm tư của Isaiah mà tôi mới nói không? Lời mà của các ngài đi giảng không phải là lời của con người, mà là lời của Thiên Chúa. Và đi rao giảng không phải dựa vào khả năng của cá nhân mình, mà là dựa vào quyền năng của Thiên Chúa hoạt động ở trong mình. Ở trong lớp này có rất nhiều anh chị đi làm việc tông đồ, phải nhớ cái điều đấy, chứ không phải là dựa vào khả năng riêng của mình. Cái chuyện này không phải là tôi biết, mà là tôi cứ nghe Đức Hồng Y kể. Ngài kể nhiều lần, đâm ra tôi cũng phải nhớ. Ngài bảo hồi mà Ngài sai tôi đi sang ngoại quốc để học, Ngài nhận được thư của giáo dân, người ta gửi đến, người ta phản đối. Người ta lấy lý do, người ta bảo là cho ông linh mục đó đi học là một sai lầm. Bởi vì ông ấy mà đi thì nhà thờ Đức Bà phải đóng cửa, người ta không có đi lễ nữa. Thế thì Đức Hồng Y nhà mình thì Ngài mới lý luận bảo, thì được rồi, cứ để xem. Để xem là người ta theo đạo Chúa hay là đạo Cha Khảm. Ngài kể cái chuyện đó nhiều lần ở nhiều nơi, tôi cũng nhớ như vậy. Nhưng mà đấy, ở trong cái câu chuyện đó mình phải suy nghĩ là thế khi mình đi rao giảng lời Chúa, là mình rao giảng lời của Chúa hay là lời của mình? Mình kéo người ta đến với Chúa hay là mình lôi người ta đến với cá nhân mình? Nếu mà chỉ có lôi người ta đến với mình thì hỏng rồi, hỏng rồi. Cái quan trọng là phải kéo người ta đến với Chúa kìa, còn mình chỉ là phương tiện thôi. Giống như là Thánh Gioan Tẩy Giả nói làm sao? Tôi phải nhỏ đi để người được lớn lên. Các anh các chị đi làm việc tông đồ cũng phải có cái tâm tình như vậy. Mình phải nhỏ đi để Chúa lớn lên và đưa người ta đến với Chúa, chứ không phải là đến với mình. Cho nên trước hết nhá, có một từ thấy thôi, nhưng tôi xin các anh chị quan tâm. Tiếp đó, Isaiah mô tả một cảnh tượng mà có hai mặt đối nghịch. Một đằng là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ở câu thứ ba, Isaiah kể là các vị ấy đối đáp tung hô thánh, thánh, chí thánh. Ba lần thánh. Chúng ta lặp lại ba lần thánh lúc nào vậy? Ở trong thánh lễ, phải không? Đó. Khi mà hết kinh tiền tụng thì chúng ta lặp lại ba lần thánh. Nhưng mà có nhiều khi mình lặp yếu quá, cho nên không thấy sự thánh ở đâu cả. Nghe yếu quá. Ở đây Isaiah nhấn mạnh là thánh, thánh, chí thánh. Thiên Chúa là đấng thánh, và con người ta cần phải đặt
chọn niềm tin ở nơi Chúa. Cho nên nếu mà ta đọc chương 7 ở câu 9, ta sẽ gặp Isaiah nói thế này: đầu của Ê-bra-im là Sa-ma-khi, mà đầu của Sa-ma-khi là con của Rơ-man-gia-hù. Nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Một đàng đó Isaiah mô tả Thiên Chúa là đứng cực thánh, đứng ba lần thánh. Và một đàng khác đối nghịch lại với sự thánh thiện của Thiên Chúa thì là cái gì? Là thân phận tội lỗi của con người. Anh các chị thấy ở câu thứ mấy? Câu thứ 4 đấy. Isaiah thốt lên làm sao? Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một đằng là sự thánh thiện của Thiên Chúa, và khi mà người ta cảm nghiệm được sự thánh thiện của Thiên Chúa thì đồng thời người ta cũng cảm nghiệm thân phận tội lỗi của mình. Ta đọc ở trong Phúc Âm sẽ gặp cảnh của Thánh Phêrô. Ngài cũng đã thưa với Chúa làm sao? Xin Chúa tránh xa con vì con là người tội lỗi. Các anh chị nhớ dùng điều này nhé. Ta càng cảm nghiệm sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì ta càng cảm nhận thân phận tội lỗi của mình bấy nhiêu. Con người ta ngày hôm nay, người ta đánh mất cảm thức về tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nói một câu rất đáng nhớ: tội lớn nhất của thời đại này không phải là tội này hay là tội kia, mà tội lớn nhất là ở chỗ đánh mất cảm thức về tội lỗi. Không còn cảm thức về tội lỗi nữa, cho nên phạm tội mà bảo ôi dồi lương tâm tôi bình an lắm. Không còn cảm thức về tội lỗi nữa, cho nên như là sống rất bê tha mà không hề cảm thấy là mình cần phải sám hối. Nguy hiểm nhất là chỗ đó. Mà tại làm sao con người ta đánh mất cảm thức về tội lỗi? Là bởi vì người ta đánh mất cảm thức linh thánh, cảm thức về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và nhiều khi các anh chị cũng như tôi là những người lớn rồi, mình có trách nhiệm giáo dục con cái mình hoặc là hướng dẫn những người nhỏ hơn mình. Có một vài chuyện có khi ta nên quan tâm. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn là, đây là ý kiến cá nhân tôi thôi, thực lòng mà bước vào nhà thờ mà thấy hàng ghế của các anh chị em giáo dân không còn bàn quỳ nữa, và nhà thờ là cứ đứng thế này, xong rồi ngồi, xong lại đứng, xong lại ngồi. Tôi nói thật lòng ý kiến cá nhân tôi là tôi buồn lắm. Tôi không biết là chúng ta bỏ bàn quỳ như vậy thì thêm được mấy chục người trong nhà thờ. Nhưng mà tôi biết rõ một điều rằng cứ như thế chỉ có đứng thôi, không có bao giờ biết quỳ cả. Dần dần cái cảm thức linh thánh của chúng ta nó sẽ vơi cạn đi. Và dần dần chúng ta vào nhà thờ như vào cái nhà hội vậy. Chúng ta không cảm nhận đây là nhà của Chúa. Chúng ta không cảm nhận đây là nơi thánh thiêng, nơi thờ phượng. Và những đứa trẻ mà từ bé đến lớn nó không biết quỳ trong nhà thờ là gì, chỉ có biết đứng như vậy thôi. Có nghĩ đến cái tác động trong đời sống đức tin của nó. Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Tôi chia sẻ với các anh chị. Cho nên nhà nguyện ở trung tâm này nhỏ lắm. Bởi vì đây không phải là giáo xứ, chỉ là nơi đến để cầu nguyện thôi. Thế thì lúc đầu đó là tôi không có kê bất cứ một cái ghế nào. Ai vào cầu nguyện thì ngồi xếp bằng hoặc là quỳ dưới đất. Sau này có các thầy dự bị đại chủng viện vào học. Dù nhà nguyện nó chật, tôi vẫn yêu cầu phải làm ghế quỳ. Thế tôi lấy một cái ví dụ rất là nhỏ như vậy thôi. Nếu mà không khéo là dần dần là mình đánh mất cái cảm
cảm thức về sự thiêm thánh, về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mình nhấn mạnh là Thiên Chúa đã làm người ở giữa loài người để đồng hành, để chia sẻ với thân phận của chúng ta. Đúng rồi. Nhưng mà đừng quên rằng Thánh Phêrô đã kêu lên là: lạy Thầy, xin Thầy tránh xa con vì con là kẻ có tội. Những chuyện nho nhỏ nhưng mà nó có thể tác động lên đời sống đức tin. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến hai mặt mà Isaiah nói tới. Một đằng là cảm nghiệm về sự thánh thiện của Thiên Chúa, và một đằng là cảm nhận thân phận tội lỗi của mình. Và khi mà mình cảm nhận thân phận tội lỗi của mình thì mình mới cảm thấy là tôi cần được Chúa tha thứ, tôi cần được Chúa thanh tẩy. Chứ còn nếu mà tôi không có tội thì cần gì mà phải tha mới lại thanh tẩy, đúng không? Và từ cảm nghiệm đó đó, khi Isaiah nghe Chúa cất tiếng: ta sẽ sai ai đây, ai sẽ đi cho chúng ta, thì Isaiah trả lời ngay: dạ con đây, xin sai con đi. Đây cũng là một chia sẻ rất thật. Thường thì mỗi một linh mục trong ngày chịu chức, hoặc là một giám mục trong ngày chịu chức, cũng có một câu gọi là như châm ngôn vậy đó. Tôi đã chọn cái câu này: lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Là bởi vì trong tuần tĩnh tâm để chuẩn bị chịu chức linh mục, tôi suy niệm về cái ơn gọi của Isaiah, và tôi học được nhiều điều. Tôi học được điều trước hết là thấy mình tội lỗi, mà tại sao Chúa lại gọi mình, Chúa lại chọn mình, nhất là trong một hoàn cảnh xã hội sau 75 là rất là khó khăn. Và lúc đấy thì mình cảm nhận là ơn Chúa ban thôi. Cho nên Chúa cất tiếng, Chúa gọi thì mình thưa: xin Chúa sai con. Có lẽ đấy cũng là một lý do mà tôi chọn cái đoạn này để chia sẻ với các anh chị hôm nay chăng. Thế thì khi mà ta đọc lại thái độ của Isaiah trước tiếng gọi của Thiên Chúa đó, thì cũng là dịp để cho mình hỏi lại chính mình: vậy thì bây giờ nếu Chúa lên tiếng gọi tôi thì tôi đáp trả làm sao? Ở đây dĩ nhiên chúng ta nói đến những ơn gọi theo nghĩa là những bước ngoặt lớn trong cuộc sống, chẳng hạn như là hôn nhân hoặc là tu chỉ. Nhưng mà đồng thời có những tiếng gọi rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Chúa gọi qua tiếng lương tâm, Chúa gọi qua một câu thánh kinh mà ta đọc được, Chúa gọi qua một lời mà ta nghe được ở trong nhà thờ khi đi dự thánh lễ. Thế thì khi Chúa cất tiếng gọi như vậy thì mình trả lời làm sao? Mình có mau mắn mà thưa rằng: lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Hay là mình sẽ trả lời rằng: lạy Chúa, để xem từ từ rồi tính. Thường thường là vậy á, không có nói ra miệng ấy, nhưng mà trong tâm trí mà để từ từ rồi tính. Mình hay khất lắm. Cho nên thái độ của Isaiah khiến cho chúng ta phải đặt câu hỏi cho mình. Xin cho chúng ta cũng có được tâm tình của tiên tri Isaiah trong đời sống đức tin của mình. Thế bây giờ, một điểm kế tiếp mà tôi mong các anh chị quan tâm, cũng là một dịp để cho mình thấy được sách Isaiah được vận dụng trong cử hành phụng vụ như thế nào. Đó là lời tiên tri về đấng Emmanuel. Ở lớp mình có ai có thánh bổn mạng là Emmanuel không nhỉ? Không có hả? Sao lại cười? Chắc tưởng tôi hỏi đùa hả? Có ai chọn Emmanuel làm thánh bổn mạng không? Ít lắm. Nhưng mà có một giám mục Việt Nam có tên thánh là Emmanuel. Đức cha Lê Phong Thuận ở Cần Thơ. Emmanuel. Hay đấy chứ. Và từ này thì rất ý nghĩa. Cụ thể nhất mời cả lớp chúng ta lấy chương 7 đó. Từ câu 10:
cho đến câu 17. Một lần nữa, Đức Chúa phán với vua A-Kháp rằng: Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A-Kháp trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Y-sai-a bèn nói: Nghe đây, ở nhà Đa-vít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa thường sẽ ban cho các ngươi một dấu. Ngày đây, người thiếu nữ mang thai chính là con trai, và đặt tên là con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt. Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt, thì đất đai của hai vua mà ngài kiến sợ đã bị bỏ hoang. Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho dân vùng ngài những ngày như chưa từng có, kể từ khi Ê-phra-im thoát khỏi Giu-đa. Cảm ơn các anh chị. Thế khi đi lễ đó, có bao giờ các anh chị nghe bài đọc này không? Vào dịp nào? Hả? Mùa vọng? Giáng sinh? Trước Giáng sinh tức là mùa vọng cái gì? À, đúng rồi, mùa vọng. Rõ hơn nữa là Chúa Nhật thứ tư mùa vọng. Trong Chúa Nhật thứ tư mùa vọng này thì bài đọc thứ nhất chính là Isaiah chương 7 mà chúng ta vừa mới đọc á. Còn bài tin mừng sẽ là Matthew. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 1 từ câu 18 đến câu 24. Thế ở trong bản văn này, câu 14 là câu quan trọng nhất. Vì vậy chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Cái dấu đó làm sao? Này đây, người thiếu nữ mang thai sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Người thiếu nữ, thiếu nữ nha. Còn khi chúng ta đi lễ đó, ta nghe đọc ở trong cái bản dịch tiếng Việt mà được Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức chấp thuận đó, thì không dịch là thiếu nữ mà dịch là trinh nữ. Đấy, nhiều khi mình đâu có để ý đâu. Thiếu nữ thì cũng thế mà trinh nữ thì cũng thế nhỉ. Thế bây giờ ta đặt cái câu hỏi là dịch như thế nào thì đúng nào? Dịch trinh nữ thì đúng. Đấy là mình cắt nghĩa theo lòng đạo đức cái gì? Cắt nghĩa theo lòng đạo đức thôi. Chứ còn nếu mà cắt nghĩa thì về mặt chú giải thánh kinh đó, thì ở trong gốc của tiếng Hebrew mà người ta dùng cái từ ama, nó có nghĩa là thiếu nữ thôi. Thiếu nữ thôi. Thế nhưng khi được dịch sang tiếng Hy Lạp, tôi có viết cho các anh các chị rõ trong bài, người ta dịch bằng cái từ parthenos, có nghĩa là trinh nữ. Và bản dịch thất thập đó chính là bản dịch mà giáo hội chúng ta coi là nền tảng để mình dựa vào. Cho nên ta dịch trinh nữ không phải là sai. Hả? Ta dịch trinh nữ không phải là sai. Và khi mà giáo hội dịch này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Emmanuel, thì lúc đấy mình mở mắt theo chương 1 ra mình sẽ thấy. Đi học để mà hiểu rằng khi tham dự thánh lễ, những bài đọc người ta chọn để đọc trong một thánh lễ không phải là vô ý vô tứ mà người ta chọn. Công phu lắm chứ không phải là. Chương 1 mà câu 18 trở đi đó là bắt đầu Thánh Matthew kể chuyện về gốc tích của Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn đấy.
đây cũng lại là một chỗ dịch. Bản dịch chính thức thì có dịch là thành hôn không? Đính hôn. Dịch là đính hôn. Thế bây giờ đính hôn đúng hay là thành hôn đúng? Ở Việt Nam mình mà nghe từ thành hôn là người ta nghĩ làm sao? Lấy rồi phải không? Đã thành hôn tức là đã làm đám cưới ấy gì? Và không chừng người ta còn hiểu ngầm ở bên trong là đã ăn ở với nhau ấy gì? Đấy. Còn đính hôn thì người ta hiểu là chưa? Đấy. Thế nhưng mà nó khổ thế này này. Ở bên Do Thái á, đính hôn được coi như là đã thành hôn. Tức là khi hai người nam nữ mà đã đính hôn chính thức với nhau đó, thì trước mặt xã hội họ được coi như đã thành hôn. Cụ thể là những lề luật liên quan đến một đôi vợ chồng thì cũng liên quan đến họ. Ví dụ như là đã đính hôn rồi mà người bạn đời của mình lại lăng nhăng với lại một ông khác để mà có bầu chẳng hạn đó, thì có quyền tố cáo ra hội đồng và có thể người ta ném đá. Cho nên mới có cái chuyện là đức mẹ của mình nhá, Thánh Giuse, không biết làm sao mà bà ấy lại khác. Nhưng mà Thánh Kinh thì bảo rằng là Giuse là người công chính, phải không? Không muốn tố giác bà. Thánh Kinh nói rõ. Cho nên mới âm thầm rút lui, để lại một tờ giấy ly thư chẳng hạn. Lúc ấy chưa thành hôn theo kiểu Việt Nam mà đính hôn, nhưng mà xử với nhau như một đôi vợ chồng vậy. Chứ lúc đấy Thánh Giuse cũng lại tố giác ra thì hỏng chuyện. Thành thử ra ngay cái cách dịch đó, đính hôn hay là thành hôn, tôi muốn giải thích một chút để các anh chị hiểu cái bối cảnh văn hóa Do Thái. Và như thế thì cả hai cách dịch đều đúng cả ấy gì? Đều đúng cả. Thế thì bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng mà trước khi hai ông bà về chung sống thì bà đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thế thì tất cả câu chuyện mà Matthew kể lại ở đây đó là nhằm chứng minh điều gì? Hả? Ông thấy Matthew ông có một đặc điểm thế này. Ông ấy viết phúc âm cho người đọc là những người gốc Do Thái. Họ rất là quen Thánh Kinh Cựu Ước. Cho nên Thánh Matthew hay trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để chứng minh cho họ thấy Chúa Giêsu là đấng hoàn thành những lời tiên tri trong Cựu Ước. Cụ thể nhất các anh chị đọc ở đây mà coi câu 22 này. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây trinh nữ. Ở đây lại dịch là trinh nữ rồi. Thấy không? Lại dịch là trinh nữ rồi. Đang khi đó cái bản văn Isaiah lúc nãy chúng ta đọc là thì làm sao? Thiếu nữ. Là bởi vì dịch trinh nữ ở đây dựa vào bản Hy Lạp Parthenos. Còn dịch thiếu nữ ở trên kia người ta dựa vào bản Cựu Ước bằng tiếng Hebrew. Cho nên là học Thánh Kinh thì chịu khó thỉnh thoảng đối chiếu như vậy đó, thì mình thấy vấn đề nó sẽ rõ hơn. Thế nếu mà nói về mặt ý nghĩa của đoạn sách Isaiah này, thì trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, thời của Isaiah đó, cũng là thời của vua Acab ấy, thì lời tiên tri này là một dấu chỉ hy vọng giữa một hoàn cảnh thất vọng. Thế nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay là những Kitô hữu, mình đứng từ thời điểm của Tân Ước, mình đọc lại bản văn của Cựu Ước ấy, thì những lời của tiên tri Isaiah trở thành lời loan báo trước về Chúa Giêsu Kitô. Đấy. Sự khác biệt của chúng ta, những Kitô hữu, với anh chị em ở trong Do Thái giáo khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước là như vậy. Anh chị em ở trong Do Thái giáo người ta chỉ ngưng ở đấy thôi,
Còn chúng ta là ta quy chiếu về Chúa Giêsu Kitô, đấng hoàn thành giao ước của Thiên Chúa. Thế tôi nhắc các anh chị chuyện này để các anh chị thấy là bản văn của Isaiah được giáo hội vận dụng vào trong cử hành phụng vụ như thế nào. Rồi được đọc vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng đó. Chủ nhật thứ tư thì sát lễ Giáng sinh lắm rồi, thấy không? Cho nên Chủ nhật thứ tư thường là nhấn mạnh đến mẹ Maria, là đứng chuẩn bị trực tiếp cho chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô được sinh ra ở Bethlehem. Chủ nhật thứ tư là nhấn mạnh đến mẹ Maria. Bây giờ không còn nhiều giờ nữa, một đoạn cuối cùng bài ca về vườn nho ở chương thứ năm. Chắc chúng ta phải đọc ít ra là cái câu chuyện về vườn nho mới được. Từ câu 1 cho đến câu 7. Bởi vì có đọc á, thì mới có thể đối chiếu với những câu chuyện ở trong Tân Ước mà liên quan đến vườn nho. Bài ca vườn nho. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vòng đẹp, rồi khép một đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dài. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Giu-đa ơi, xin vâng sửa đôi đàn giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng rào thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị chảy xéo. Tôi sẽ biến cửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, cái bọn họ cung tùng sẽ truyền lệnh cho mấy đường đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Giu-đa, người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Sở dĩ tôi chọn bài ca vườn nho này là bởi vì khi các anh chị đi tham dự thánh lễ, rất nhiều lần ta nghe những đoạn phúc âm với dụ ngôn về vườn nho. Cụ thể nhất, mời cả lớp lấy tin mừng theo Thánh Marco. Chúng ta có mấy sách tin mừng nhỉ? Và có 4 sách tin mừng. Theo thứ tự thì là gì? Matthew, Marco, Luca, Gioan. Vâng. Bây giờ 3 tin mừng của Matthew, Marco và Luca được gọi là gì? Nhất lãm. Tại sao lại gọi là nhất lãm? Hả? Nhất là một hay là hai? Một rồi. Lãm ở đây là cái gì? Là cái nhìn, thưởng lãm chẳng hạn. Được gọi là tin mừng nhất lãm là bởi vì cùng một cái nhìn. Do đó trong 3 sách phúc âm của Matthew, Marco và Luca, ta gặp rất nhiều đoạn tương tự với nhau, nhiều câu chuyện giống nhau nhé. Chính vì thế mà câu chuyện vườn nho ta đọc của Marco ở đây đó, ta sẽ gặp được ở trong cả Matthew và cả Luca. Mai mốt đến khi mà lớp mình học hết Cựu Ước rồi, mình bước sang Tân Ước thì sẽ có dịp giúp nhau hiểu rõ hơn. Bây giờ ta để ý Marco chương 12 cũng có một dụ ngôn về vườn nho,
Nhưng ở đây nói đến người làm vườn nho. Chúa Giêsu kể dụ ngôn thế này: có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chung quanh, đào bồn đặt nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ phản khẩu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Chúng ta ngưng ở đây nhé. Isaiah có một bài ca về vườn nho. Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng. Rất nhiều lần Ngài cũng dùng hình ảnh vườn nho để mô tả. Ở đây thì là câu chuyện về vườn nho và đồng thời về những người làm vườn nho. Ý nghĩa chính của câu chuyện này nó nằm ở đâu? Ý nghĩa chính nó liên quan đến lịch sử cứu độ. Tại sao vậy? Các anh chị đọc ở trong dụ ngôn nhé. Ông chủ ông ấy sai đầy tớ đến, phải không? Thế là bị nó đánh. Ông ấy lại sai đầy tớ khác nữa, nó lại đánh. Sai đầy tớ khác đến, nó giết luôn. Cuối cùng thì sai con của mình. Thế thì những người đầy tớ và cuối cùng là con trai của chủ đó tượng trưng cho ai vậy? Vâng, đúng như thế đấy. Chúa sai các tiên tri và các ngôn sứ đến để nói với dân mà họ giết hết. Cuối cùng thì Chúa sai chính Chúa Giêsu, con một của người, họ cũng làm thịt luôn. Cho nên ý nghĩa chính nó nằm ở lịch sử cứu độ, tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà cái điều người ta không ngờ, đó là cái điều mà chúng ta đang cử hành ở trong mùa phục sinh đây này. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Ý nghĩa chính nằm ở đó. Nhưng mà bên cạnh ý nghĩa về lịch sử cứu độ đó, thì mỗi một người chúng ta cũng cần phải đọc được ý nghĩa khác cho mình. Bây giờ các anh chị cứ tưởng tượng chính cuộc đời của mình và con người của mình đây này là vườn nho của Chúa. Thế bây giờ cuộc đời của mình là vườn nho đó, thì xin cho Chúa theo kiểu Isaiah nói đó, nho ngon ngọt hay là nho dại? Đấy là một câu hỏi. Và câu hỏi quan trọng nhất nó nằm ở đây này. Nếu ta ý thức được rằng thân xác mình, con người mình, cuộc đời của mình là vườn nho của Chúa, có nghĩa là chính Chúa mới là chủ, còn mình chỉ là người làm công thôi, người quản lý thôi. Trong thực tế mình có sống cái ý nghĩa là mình là người quản lý không? Hay là mình tự coi mình là chủ? Cho nên là tôi muốn xài cái thân xác tôi kiểu nào là cái đó là quyền của tôi, không cần đến một giá trị đạo đức luân lý nào cả. Mình quên mất rằng mình có mặt ở trên đời này đâu có phải tự mình mà có, mà là chính Thiên Chúa ban tặng cho mình cái hiện hữu này.
cuộc sống này. Mình lại cho mình là chủ, cho nên là tôi muốn sai kiểu nào là tùy tôi. Có một vở kịch, hai bố con, ông bố là nhà giáo, con là một đứa con gái, mới có 16, 17 tuổi, nhưng mà nó chơi đến nơi đến chốn. Bố nó khuyên nó, mới cãi nhau với bố nó, mà tay nó cầm điếu thuốc lá này, này. Nó bảo đây này, bố coi đây này, đối với con á, thì không có lý với tưởng gì cả, cuộc đời nó giống như điếu thuốc lá này này, cứ hút cho nó đã xong, sợt ra, mùa đèn mới. Mình nghĩ như vậy là tự do, mình nghĩ như vậy là hạnh phúc, nhưng mà có chắc gì đâu. Kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy những gì nó trái ngược. Thế cho nên câu chuyện vườn nho của Isaiah mà tôi muốn liên hệ với hình ảnh vườn nho Chúa Giêsu kể trong dụ ngôn của Marco đó. Thì một đằng cái tầng ý nghĩa chính thức đó là nói đến lịch sử cứu độ. Nhưng mà một đằng khác đó, khi mỗi chúng ta tiếp cận với bản văn thánh kinh, mình phải đọc được ý nghĩa cho chính mình đó. Mình cũng nằm ở trong cái lịch sử cứu độ để xem thái độ của mình đối với Chúa như thế nào, và đối với vườn nho, đối với những ân huệ mà Chúa ban cho mình trong cuộc đời như thế nào. Thế hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu Isaiah ở 7 chương đầu. Bởi vì Isaiah là một tác giả quan trọng, cho nên chắc mình phải đi nhiều tuần. Thì tuần tới xin các anh chị đọc và chia sẻ với nhau từ chương 8 cho đến chương 12. Vậy thì tôi mời các anh chị có sẵn ở trong tay đó, sách hát. Chúng ta lấy bài hát Chứng Nhân Tình Yêu. Bài này diễn tả tâm tình của Isaiah đây này. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống, con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi núi, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sâu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người, ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui, vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười, xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan.
cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn say ngát hương.